Rồi, lại xuất hiện thêm một vị sư. Rồi, có sư sư đi, đi cùng với sư Minh Tuệ không ạ? Các con nói chuyện một xíu được không ạ? Các con nói chuyện một xíu thôi. Bây giờ sư muốn đi cùng với sư Minh Tuệ hay sao ạ? Con nói chuyện với sư một xíu được không ạ? Dạ? Bây giờ tôi không đồng ý thì mấy chú đừng có làm phiền tôi. Dạ 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 dạ. Sư cũng không đồng ý cho quay mọi người ạ. Nhưng mà sư không đồng ý cho quay, nhưng mà sư lại đi trước sư Minh Tuệ. Này. Sư đồng hành cùng với sư Minh Tuệ, không biết là có phải không, nhưng mà thấy đi trước sư Minh Tuệ. Nhưng mà cũng không cho quay nên là không biết ở đây là có ý gì. Ý là sao sư lại đi trước sư Minh Tuệ mà không phải là đi đi cùng hay sao? Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi. Ok. Đây. Bây giờ là sư cũng đang di chuyển, nhưng mà có một vị sư lạ. Có một vị sư lạ lại đi cùng với sư Minh Tuệ. Đấy, không biết là như thế nào. Đây mọi người. Đó, bây giờ bà con đang đi rất đông, mọi người thấy không? Có nghĩa là một cái điều rất là lạ nhá. Không biết là tại sao cái vị sư lạ đó lại không cho muốn cho quay mà lại đi muốn đi cùng với đại sư Minh Tuệ, là cái lý do nào mọi người? Đó, rất là lạ nha. Nghe nói mọi người rằng là một cái người tu lạ đấy, đi cùng với muốn đi cùng với sư Minh Tuệ nhưng mà lại là không muốn cho quay. Đấy, quay là bắt đầu là lại quay lại là báo công an. Mọi người thấy không? Em nghĩ là cái vị sư này này là đi cùng là có mục đích. Tại sao lại không đi trước? Tại sao lại không đi sau? Mà khi em lại hỏi thì bảo là tu theo cách khác, không muốn đi tu theo cùng với sư Minh Tuệ. Vậy thì tại sao lại đi bên trước hay đi đằng sau? Mọi người thấy không? Có nghĩa là họ đang mượn danh của sư Minh Tuệ. Đấy, mặc bên mình một bộ đồ vàng, không biết là có ý đồ gì nha. Bây giờ thì em sẽ đi theo dõi phía sau để xem cái vị sư lạ này này là có cái ý đồ gì mọi người. Mọi người nhá. Rồi mọi người đợi em nha. Em nghĩ rằng là ở đây á, cái vị sư áo vàng này là có cái ý đồ gì đó xấu mọi người. Bởi vì là em có hỏi thì ông này chạy mà không cho quay, thì em mới nói với tất cả mọi người là tại sao mà lại tu theo một hướng khác mà lại không đi cùng thầy Minh Tuệ, mà lại đi cùng đi đằng trước thầy Minh Tuệ để làm gì, thấy không? Chứng tỏ là họ đang có ý xấu đó. Em lúc nãy em đi vô ăn sáng ấy thì em thấy cái ông này là cũng ăn đồ mặn luôn, không ăn chay đó, mà lại bảo là tu theo cách khác của thầy Minh Tuệ mà lại đi đằng trước hay là đi đằng sau theo thầy Minh Tuệ là sao, là có ý đồ gì, thấy không? Bây giờ em phải đi kiếm mọi người. Đây mọi người, em phải đi kiếm nha. Đó thì hồi nãy thì em cũng có gặp một sư áo vàng. Thì sư áo vàng này là bảo là đi tu theo hướng khác của thầy Minh Tuệ, nhưng mà lại đi đồng hành cùng cái con đường của thầy Minh Tuệ. Có nghĩa là ông này ông sẽ chọn đi trước đó hay là đi sau. Và ông này lúc nào mà thầy nghỉ thì ông cũng nghỉ. Đó. Có nghĩa là ông như kiểu ông muốn đi cùng để cho người dân người ta hiểu lầm ấy, là sẽ đi trước hay là đi sau các mọi người. Đó. Nhưng mà khi mà ông đến nơi ông bảo là ông không đi tu như kiểu là thầy Minh Tuệ, thì em hỏi mọi người là khi mà mình phỏng vấn thì ông lại sợ, chứng tỏ là ông này là có vấn đề mọi người nha. Ông muốn đi theo để làm cái gì á mọi người? Ông này có cái ý đồ gì á? Đó, vẫn dùng điện thoại, vẫn bấm điện thoại, vẫn lên mạng nha, vẫn dùng Facebook, Zalo nha. Đó, lúc nãy em có ngồi ở bên quán ăn sáng thì ông này vẫn ăn đồ mặn đó, còn bảo anh em là cài giúp mấy cái mạng xã hội đó. Thì không biết ở đây là có ông đó đi theo với mục đích gì. Nhưng mà em thì em đã nhận ra một cái điều đặc biệt là ông này không phải là cái điều tốt đẹp đâu mọi người ạ. Đó, đi cùng quay là bắt đầu là ông bảo công an là ông không đồng ý cho quay. Đấy. Nhưng mà em hỏi mọi người là đi tu thiếu gì đường đi, tại sao lại phải đi trên đường? Ông bảo là ông không khất thực nha. Ông đến đói là ông mua đồ ăn. Đó, ông bảo là ông mua đồ ăn, ông không tu theo kiểu thầy Minh Tuệ.
vậy thì em hỏi mọi người là vậy thì ông đi cùng với Thầy Minh Tuệ làm gì? Chứng tỏ là ông này đang có ý đồ rất xấu. Em cũng sẽ đi kiếm xem là ông này đang ở đâu. Đó, để em đi kiếm xem ông này đang ở đâu mọi người nhá. Mọi người cứ theo dõi em. Đó, em cũng sẽ làm sao mà đi kiếm xem là ông này ông có ý đồ gì mọi người nhá. Để xem là ông này ông ấy đi cùng với Sư Minh Tuệ cái mục đích để làm gì. Để em xem là ông này đang ở đâu. Bây giờ Sư Minh Tuệ thì đang ở phía trước mọi người. Bây giờ Sư Minh Tuệ đang ở phía trước mọi người nhá. Đó, bà con đi cũng rất đông. Và ông này thì ông muốn kiểu là trà trộn vô để đi trước phía sau để làm cái gì ấy mọi người. Chưa rõ ý đồ. Đây. Đó, đằng trước thì Sư Minh Tuệ cũng đang bước đến mọi người nhá. Đó, Sư Minh Tuệ vẫn đang bước đến. À, tất cả anh em bây giờ thì cũng vẫn là đồng hành cùng với Sư Minh Tuệ. Cùng với lại 40 sư khác nhau. Đó, bây giờ thì nghe đâu là hôm nay là có tầm độ 40 sư mọi người nhá. Đây, phía trước mọi người thấy không? Rất là đông. Bà con bây giờ đang rất là đông, đang đợi Sư Minh Tuệ bước qua mọi người thấy không? Đó, để em sẽ zoom cho mọi người xem này. Đó, mọi người thấy chưa? Các sư đang di chuyển tới. Các sư đang di chuyển tới. Đây. Đó, và cái ông áo vàng hồi nãy không biết đi đâu mọi người nha. Đang trốn đâu rồi? Ông đang trốn ở đâu rồi? Không thấy đâu hết. Bây giờ em thì vẫn đang đứng ở bên đường để em xem là cái ông áo vàng này ông đi đâu. Đó, tại sao ông phải trốn như thế? Mục đích của ông là gì? Mặc bộ áo giống như tà đạo nhân quả mọi người. Đấy, các sư đang bước qua. Đây nha mọi người. Hơn 40 sư, 41 sư. Đó, sáng nay đang di chuyển. Còn Sư Minh Tạng thì đi phía sau mọi người nhá. Sư Minh Tuệ thì lúc nào cũng sẽ đi phía sau. Đây. Người dân đi theo rất đông mọi người ạ. Đây mọi người phía sau mọi người nha. Mà ai mà đứng gần thầy này? Đang kiếm ông sư áo vàng đâu rồi? Rồi, ông sư áo vàng đi phía sau mọi người ơi. Rồi, xong. Rồi xong. Ông sư áo vàng đang đi phía sau mọi người nha. Đây, để em cho mọi người xem nha. Ông sư áo vàng đang đi phía sau. Không biết là có mục đích gì thì em sẽ đứng đây em quay lén. Đây. Mọi người nha. Đây. Đây, ông này không biết đi theo Sư Minh Tuệ cái mục đích gì. Nhà không biết đi theo cái mục đích gì. Nhưng mà lúc nào cũng đi phía sau hoặc đi phía trước. Đó, mọi người thấy không? Đó, thấy em là ông dừng lại ngay, thấy không? Thấy em là dừng lại ngay. Rồi, ok, em cho ông đi. Em cho ông di chuyển mọi người nha. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đó, để ý nha, có một ông sư lạ nha. Thấy em đi là bắt đầu ông dừng lại ngay. Mọi người thấy chưa? Rồi, ông này đã vào tầm ngắm của em rồi mọi người ạ. Mọi người yên tâm đi. Rồi, ông này vào tầm ngắm của em rồi mọi người thấy chưa? Thấy em đi bắt đầu dừng lại nha. Đó, ông này là đang có vấn đề đi theo dõi Thầy Minh Tuệ mọi người ạ. Nên là em sẽ tiếp tục là đề phòng cái ông này. Mọi người thấy chưa? Thấy em là bắt đầu dừng lại nha. Đó, nên là bây giờ là em sẽ phải đề phòng cái ông sư áo vàng này. Không biết cái mục đích của ông là gì. Mọi người yên tâm đi. Khi nào có thông tin gì đó em sẽ chia sẻ ngay.